1, 2, 3, 5. Không biết em không có đánh rơi cái lô đất nào không. Nhưng đây không có 3 cái lô đất. Ở đây là xã Trường Đông của thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha bà con. 3 lô đất ngang năm, dài từng lô từ 20 trở lên. Đất hai mặt tiền, đường lộ giới 10 mét cho bà con. Mặt tiền ở đường sau lưng 4 mét cho bà con nữa. Hai mặt tiền, bà con quay mặt nào cũng được. Dân cư ở san sát nhau, 3 lô đất nằm cạnh nhau. Nhà mình đông anh chị em, tài chính thấp thì đến đây xem thử cái lô đất này có vừa cái túi tiền với anh chị mình không nha. Và kênh Quán Nhà Đất Tây Ninh xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại nha. Hôm nay em Phong đang có mặt ở đây để giới thiệu với anh chị mình 3 lô đất. Đây là xã Trường Đông của thị xã Hòa Thành mình nha bà con. Hướng này là cái con đường hẻm số 23 của cái đường Nguyễn Lương Bằng. Bà con đi ra ngay đường Nguyễn Lương Bằng, chỉ cách ngay cái bất động sản của mình 50 mét thôi. Quẹo phải cái là ra ngay đường Nguyễn Lương Bằng liền. Ở đây em có tặng 3 lô. Đất thì cao ráo, đường thì hiện trạng đã được rải sỏi rồi thôi. Nhưng mà lộ giới cái đường này là đến 10 mét nha bà con. Bà con thấy nè, nhà người dân họ xây thục sát sát vào trong hết rồi. Và bên đây mình cũng vậy, nhà ba đây mình, bà con cùng em mình xích qua đây mình xem nè. Bên đây mình cũng đang xây một cái căn nhà đó, bà con thấy nè, cũng đang xây dựng một cái căn nhà. Lộ thì sẽ nằm ở phía ngoài đó, nên là bà con mình xây theo mí ranh hết rồi ha. Đường này là đường nhựa, đường đất 10 mét, lộ giới đã quy hoạch rồi. Bỏ cái lô trống này từ ngay chỗ cái hàng rào bên đây kéo dài qua đến cái hàng rào bên kia. Em Phong có 3 lô đất, cứ mỗi lô ngang năm, dài 20, 21, 22 đó. Nhưng mà cái giá rất là mềm luôn. Từ đây bà con mình đi về đến ngay chợ Trường Lưu, ngay ủy ban xã Trường Đông, chỉ mất của bà con 2 km thôi, kế bên luôn. Xẹt cái là tới chợ. Ở ngay chỗ đó là mình có chợ nè, có ủy ban xã nè, có trường học cấp 1, cấp 2 nè, có trường mẫu giáo cho bà con mình luôn, thuận tiện cho con em mình đi học. Cũng như khu vực này bà con thấy không, dân cư ở rất là đông. Và mình đi làm ở những khu công nghiệp nó cũng kế bên thôi. 3 lô, mỗi lô 450 triệu. Bà con nào tài chính thấp về đây ở đông vui với bà con mình ở đây. Rẻ mà bà con, 450 thôi, có ngay một cái lô đất rồi. Và 50 mét vuông đó, mỗi lô nha bà con, 3 lô, lô nào cũng 50 mét vuông đất thổ cư. Hướng này là cái hướng đông nam nha bà con. Mặt chiều, mặt trời, buổi chiều, nó gọi xuống. Nhà mình hướng đất ở bên đây, mua 450, về cắt cái nhà bé bé xinh xinh. Dưới 1 tỷ thôi là bà con mình đã có một cái nhà hoàn chỉnh, đứng tên chính chủ của mình ở rồi nha. Bà con nào quan tâm có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh, số điện thoại 0839 666 736 nha bà con ơi. Và bây giờ em Phong mời bà con mình xem cái sổ đất với em. Và đây bà con mình thấy nè, em Phong đang cầm từng lô đất đó, đã ra sổ hồng hết rồi nha bà con. Đầu tiên mình có cái lô mà kế cái nhà đang xây đó bà con, là thửa số 901, tờ bản đồ số 34 ha. Địa chỉ là ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất của mình là 105,5 m², có 50 m² là đất thổ cư. Đây bên này là bà con thấy nè, cái đường ở trước nhà mình là đường 10 m, ngang 5 này, dài 20.65, một cạnh là dài 21.29. Ở đằng sau nở ra là 5 m² nè bà con. Cái ở đằng sau là mình có thêm cái con hẻm 4 m. Và kế bên mình sẽ có cái sổ thứ hai. Thửa này là thửa số 902, tờ bản đồ số 34. Diện tích cũng là một diện tích này, nó lớn hơn tí xíu nha bà con. Có 108 m² và cũng là 50 m² đất thổ cư. Bên đây là ngang 5, dài 21.29 và một cạnh dài 21.90. Đây là cái thửa nằm ở giữa. Còn cái thửa cuối cùng mình có tờ bản đồ số 903, diện tích đất của nó là 111,7 m² và cũng có 50 m² đất thổ cư nha bà con. Ngang 5 nè, dài 21.90, gần lại như là 22 rồi đó bà con. Còn một cạnh là dài 22.52, cũng là đường nhựa 10 m, đường đất 10 m nè, và ở sau là con hẻm 4 m nè bà con. Thì vừa rồi em Phong đã gửi bà con mình xem 3 cái sổ đất của 3 cái lô đất này rồi. Sổ đã là sổ hồng riêng rồi. Công chứng
từ thứ hai đến thứ bảy, lúc nào giờ nào cũng được. Bà con nào quan tâm đến xem đất được ưng chốt liền, đi ra phòng công chứng kiến cái rạc sang tên qua mình, chỉ bỏ đúng 450 triệu thôi, bà con không phát sinh thêm chi phí gì nữa. Bà con quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 nha bà con. Và bây giờ mời bà con mình cùng xem cái quy hoạch sử dụng đất của ba cái lô đất này, cũng như là cái tổng quan đường xá dân tư mình nhìn từ trên cao cùng với em nha. Mời bà con. Và đây, bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hòa Thành đến năm 2030 nè bà con. Và ngay vị trí chấm xanh này đây là ba cái lô đất của mình nè bà con. Đó, cách cái đường Nguyễn Lương Bằng chỉ có 50 mét thôi. Đất thì là đất phù hợp và lên thổ cư rồi nè bà con. Đó, và đất mình có sẵn 50 mét vuông đất thổ cư rồi ha. Ở đường Nguyễn Lương Bằng, hướng bên trái bà con mình sẽ đi ra đây là quốc lộ 22B nè bà con. À, quốc lộ 22B. Còn bà con đi về hướng bên phải á, thì bà con sẽ đi ngang à, lò mì ông Trung nè, rồi cơ sở lò mì ông Nhất nữa nè, rồi có cơ sở sản xuất bánh tráng Tân Nhiên nữa nè, đó, một đặc sản của Tây Ninh em. Đó, còn chúng ta đi lên nữa thì sẽ có là ủy ban xã Trường Đông nè, rồi có trường trung học cơ sở nè, rồi có cả chợ Trường Lưu nữa nha bà con. Đó, xung quanh mình bất động sản mình thì có rất là nhiều tiện ích luôn. Thì bà con nào quan tâm đến một miếng đất với giá chỉ có 450 triệu á, thì bà con có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại 0839 666 736 nha bà con ơi. Và bây giờ mình sẽ đi vòng ra cái mặt tiền ở phía sau của mình để mình xem thử nha bà con. Ngay đây là mình có cái ngã ba, bà con mình rẽ phải á, mình sẽ đi ra cái đường Nguyễn Lương Bằng ở phía ngoài đó bà con. Còn mình rẽ trái là mình sẽ đi vòng ra cái mặt tiền ở phía sau của mình này. Này, dọc qua đây đó, bà con thấy nè, này mặt tiền ở phía sau của mình nè, đây là cái con đường hẻm 4 mét nha bà con đó. Đất mình thì cao ráo nằm ở trong cái hàng rào này rồi ha. Còn bên đây là dân khu dân cư đó, bà con mình ở san sát với nhau nè đó, bà con thấy không, ở san sát với nhau luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài đường Nguyễn Lương Bằng thì bây giờ em sẽ quay ra lại cái đường Nguyễn Lương Bằng cho bà con mình xem nha. Đây, đây là cái đường để mình đi ra cái đường Nguyễn Lương Bằng ở phía ngoài nè bà con. Đường này á là đường số 23 của Nguyễn Lương Bằng. Thì chưa được làm nhựa thôi, nhưng mà chắc chắn sau này sẽ được lên nhựa. Tại vì khu vực Tây Ninh đang được nông thôn hóa đó bà con. Thì hiện tại đã được rải sỏi rồi, cao ráo, không có bị ngập nước và dễ đi lại hơn rồi nha bà con. Đây, đây là cái con đường phía ngoài đường Nguyễn Lương Bằng. Bà con mình rẽ phải mình sẽ đi ra cái quốc lộ 22B ấy bà con. Đó. Ngoài này thì bà con thấy nè, lượng xe cộ rất là tấp nập luôn. Đó. Còn bên đây là cái hướng về trái thì mình sẽ đi về đó là ngay chợ Trường Lưu, ủy ban xã Trường Đông. Đây bà con. Đây là khu vực ở phía ngoài đường của mình. Đó. Ngoài này thì mình có rất là nhiều tiện ích, tiệm tạp hóa nè, rồi các cửa hàng vật liệu xây dựng nè. Bà con đi thẳng thẳng 2 km thôi là mình đến ngay chợ Trường Lưu luôn nha bà con. Và gần mình nhất là mình sẽ có là cái xưởng sản xuất bánh tráng Tân Nhiên, đặc sản của Tây Ninh em đó bà con. Đó. Và có luôn cả bánh tráng Hồng Minh cũng như là các cái lò bột mì đó, là nằm ở phía bên tay phải của mình, ở hướng trước mặt mình thôi nè bà con. Đó. Đây, bánh tráng Tân Nhiên cuốn trọn yêu thương nè bà con. Đó, nằm ở ngay khu vực này, đây là cái xưởng sản xuất chính của hệ thống bánh tráng Tân Nhiên đó bà con. Đó, bà con mình về đây mình có thể vào để mình xin vào công ty Tân Nhiên để mình làm việc cũng được nha bà con. À, thì ba cái lô đất của mình tổng là 450 triệu một lô. Bà con nào quan tâm có thể liên hệ với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo cái số điện thoại 0839 666 736 nha bà con ơi. Và video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con và xin hẹn bà con ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.